Hello quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Moto Văn Nha 79. Rồi chào tất cả các anh và các bạn đam mê xe nha. Rồi tín đồ của những dòng Classic đâu rồi? Vào xem thử nha. Rồi hôm nay Moto Văn Nha sẽ làm cái clip cho chiếc Triumph T100 ha. Nhìn cái màu là các anh thấy là đẹp rồi đúng không? Có gì lạ mắt đúng không? Không phải thấy nhiều như những cái tông màu như màu đen, như là những cái màu mà kia hả? Bởi vì đây là phiên bản đặc biệt năm 2020, nhà Triumph sản xuất trên hai đầu xe T100 và T120, phiên bản đặc biệt với tông chủ đạo màu đỏ trắng để kỷ niệm tưởng nhớ đến một tay đua quyền thoại đại diện cho hãng Triumph trong những thập niên 60 thành công rất là vang dội. Ông cũng đồng thời rằng là một diễn viên Hollywood nổi tiếng nha. Tìm hiểu và Nga tìm hiểu thì sau đó ông cũng đại diện cho một dealer tại nước Mỹ ha. Ông chạy ở cánh đồng muối California, đây cái tem đây ha, Book Akin đây đó. Theo đó thì những cái thông tin nhà Triumph sẵn đây, cái tem đây tên là Book Akin California ha. Đó là những thông tin mình tìm hiểu được biết về cái phiên bản này. Và chỉ năm trong năm 2020 mà thôi, chứ qua những năm sau thì cũng không có. Và cũng xin nói thêm rằng là phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn này, cũng không biết rằng là nhà sản xuất bao nhiêu chiếc trên toàn cầu thì mình không nắm. Chỉ biết rằng là bản đặc biệt, bản giới hạn thôi. Bởi vì không có đánh số thứ tự. Thông thường thì như chiếc 100 năm của nhà BMW như thế này thì 1.923 chiếc. Rồi Harley thì những bản kỷ niệm thì có đến số thứ tự, còn Triumph thì có vẻ bí mật hơn nên thành ra mình không biết nó là bao nhiêu. Thôi đi vào chi tiết chiếc xe đi, có bao nhiêu đi chưa nữa, miễn đẹp là được rồi, phiên bản đặc biệt là đẹp rồi. Ngoài cái đẹp ra thì đúng một chủ đập thùng nha, Odo hôm nay 10.000 và được anh chủ trang bị lên bộ mâm mà mình phải nói, bộ cam xéo để dùng vỏ hông ruột, mình rất là thích. Nó như là chúng ta thường thấy trên những chiếc Adventure, trên GS nè, hoặc là những chiếc Rambler của nhà BMW đó. Đây cái cam xéo nó bên này hả, cặp bánh này riêng niền không là mình được biết thì ảnh nói rằng là anh mua cặp này 42 triệu cho bộ niền này nha. Còn lớp vỏ Michelin được gắn thêm lên thì đâu đó 7 triệu, 8 triệu gì đó. Thì thường thì đây, cặp bánh zin đây. Bánh zin của chiếc xe này thì trong T100 hoặc T120 thì đều có xài ruột hết nha. Bởi vì cặp bánh zin còn nguyên nè, lớp vỏ mới tinh nè. Và anh thay lên cái này cũng còn mới tinh mà thôi. Thay lên như thế này để xài không ruột nha. Cái bánh này thì cặp bánh này dùng cho T120 được luôn. T120 là hai dĩa, đây có lỗ để bắt dĩa thêm. Nếu các anh về muốn trả cái cặp bánh zin vô mà hoặc là muốn lên cặp bánh này cho T120 thì cũng vô cùng hợp lý và đẹp. Đây, chiếc xe Odo 10.000 đẹp lắm nha các anh. Rồi. Ốc ớt nè. Đẹp từng chi tiết. Này thắng ABS nha. Phải nói rằng là lên bộ bánh này rất rất đẹp. Đó. Cây câm nó đang xéo, tâm á, còn gọi là tâm nó đang xéo qua bên ngoài ha. Nên xài lốp không ruột. Với cái tông chủ đạo màu trắng đỏ của cái bản này nhìn rất là duyên, rất là đẹp. Đây, lốc này lốc nhôm nha, lốc nhôm, nhôm nguyên khối chứ không có mạ chrome. Đợt trước mình có mua được một chiếc phiên bản T120 cũng phiên bản này luôn, nhưng được anh chủ lên bộ lốc này xi luôn rồi nên nó cũng rất rất là đẹp, và sau đó bán cho anh chủ kia rồi ảnh dùng xài luôn, anh không có bán lại. Rồi không biết khi nào bán lại thì chuyện đó tính sau. Rồi, với động cơ của chiếc T100 thì động cơ 900 phân khối nha. T120 thì 1.002 phân khối, còn T100 thì 900 phân khối mà thôi. Đó là những cái cơ bản, chẳng hạn như ốp gầm nè, chống đổ nè, rồi những cái chụp trên con ốc mái rồi thì cũng không có đáng là bao. Xe này được lên chống đổ, quên chống đứng rồi, chống đổ, chống đứng đều lên hết rồi. 900 động cơ của nhà Triumph T100 này thì giải nhiệt bằng
nước ha, dung dịch. Rồi. Cái thùng xăng cái màu trắng đẹp quá, cái tem rất rất là đẹp. Trắng ca mây, ánh kim rất đẹp. Cái nắp sân cũng khác hơn so với những bản kia nha. Cái nắp nó như trên những bản cao cấp như Rocket rồi đó. À, cái nắp sân thì chúng ta bấm nha này, mở khóa này ha. Rồi, rất đẹp. Odo 10.000. Odo 10.403 km. Rồi, cái bản này thì cái cặp kính zin nó tròn và gọn nha, so với một trong những phiên bản chuẩn mà chúng ta thường thấy thì cái gương cái kính sẽ được bắt qua bên này và nó cao lên, còn cái cặp gù này cũng khác hơn một chút đó không, khác, gù thì cặp cùm thì giống nhau, chẳng qua bắt lỗ kính ở đây thôi, còn đây thì chuyển qua bắt bên này, bao tay cũng khác nhau một tí. Rồi, xịn sò đẹp, cặp chìa khóa còn nguyên hai cái nha. Rồi. Anh đúng một chủ đập thùng, chưa qua chủ thứ hai như đã nói. Xe rất đẹp từng chi tiết. Đó. Rồi đang đi cặp bô zin, xây mạ rơm bóng đẹp. Cặp bánh Michelin nha, Michelin Classic. Rồi mới thay bánh mới tinh thôi à. Thật ra có 10.000 anh chuyển đổi cặp bánh qua đây thì quá là đẹp. Nhìn bộ mâm nè, đẹp lắm. Bộ câm. Cái điểm đặc biệt của bản này tiếp theo nữa thì bốn cái tay đèn xi nhanh rất rất là vừa ý. Đèn full LED hết luôn, xi nhanh LED nha. Bên đó cũng như bên này, tất cả đều chuẩn chỉ lướt đẹp. Bô không hề ngã đổ, không trầy xước miếng nào nha. Không ngã đổ, không trầy xước miếng nào. Rồi, đây bộ lóc bên kia cũng như bên này mà thôi ha. Lóc đẹp lắm. Về nó có một vài điểm đen. Mình cho đánh nó bài cái điểm cái nước ở trên á, nên nó trở nên bóng đẹp ha. Chiếc xe này nguyên cái lốc nhôm mà để lâu ngày ít đi á, thì nó cũng sẽ ngã đen đen tối xíu. Đây có đánh bằng cái bông thôi ha. Rồi đánh ra nó ra đẹp chứ không có gì. Rồi. Rồi quá mới luôn, không hề ngã đổ, không hề trầy xước cái gì hết, thì chắc là không có gì để bận tâm nữa đâu. Chuyển qua thì cặp bánh zin còn đủ cả hai bánh đây nha, bánh trước và bánh sau đầy đủ. Mâm này mâm si nha, các anh có thích dùng mâm này thì cứ tiếp tục vào thì lấy cái kia ra, nhưng mà chắc chắn lên bánh không ruột rồi thì các anh để bánh này dùng thôi à, vừa nhẹ mà xài bánh không ruột luôn, khỏe hơn rất là nhiều. Với chiều cao yên của chiếc T100 thì nó không có cao mấy, chỉ 790 thì thấp chứ không có cao nha. Xe này chưa có tay nắm, các anh về có thể tùy thích tay nắm thôi làm sao. 790 với một cái xác xe mà trọng lượng khô 205 kg, đổ đầy xăng đồ hết luôn thì 220 thì chiếc xe này khá là nhẹ dễ dùng mà thôi nha. Rồi thùng xăng này đổ đầy 16 lít. Này quá lừa vừa ý. Các anh nào mà mới tập làm quen để trải nghiệm những dòng xe tương đương 1.000 phân khối mà nhẹ nhàng thì chiếc Triumph T100 thì một trong những dòng xe nhẹ nhàng hợp lý mà thôi. Rồi, mình nổ máy lần nữa các anh nghe nha. Rồi, quá keng, quá mới và quá đẹp. Cái quan trọng là cái giá mà thôi. Chiếc này mua mới ra tan xong lúc 2020, kể cả sau này luôn, cũng xoay quanh lúc nào cũng 450, 460. Có khi những bản thường thì tầm ở 430. Thì tùy nha, mình tạm tính 450 mua ra tan xong. Vô đồ chơi vòng vòng, cặp bánh với đồ kia cũng hết 50 chống đứng và vài thứ ốp gầm, chống đổ ra luôn thì
cũng đâu đó chắc cũng phải năm mấy 60 triệu hả, đâu đó xong xuôi cũng mình tạm tính cho nó 500 đó là giá mua mới. Và bản này bản đặc biệt, bản giới hạn nha, chiếc này thì có giá bán hôm nay là 360 triệu. Rồi mình tặng luôn cặp bánh zin theo xe, mà mình bán được mình sẽ giao hết luôn, mình mua của khách này có sau thì mình cũng sẽ giao lại hết luôn. Giá bán hôm nay là 360 triệu cho chiếc T100 phiên bản Book Akin, phiên bản đặc biệt đời 2020 nha, đúng một chủ đập thùng. Rồi các anh thấy có hợp lý thì xin lựa chọn nha, mà mình nghĩ rằng là sẽ rất là hợp lý. Một phiên bản 2020 bữa nay đâu đó chỉ xe đẹp đẹp phiên bản chuẩn thôi, nó cũng hơn 300 xíu rồi, hơn 300 xíu rồi. Và chiếc này phiên bản đặc biệt và luôn cặp bánh đồ chơi đồ hết luôn, 360 triệu thì nó cũng sẽ vô cùng hợp lý nếu mà lựa chọn. Bản đặc biệt thì đâu có nhiều đâu, những phiên bản chuẩn thì có nhiều, còn phiên bản đặc biệt thì rất ít và không có nhiều trên thị trường đâu. Các anh có quan tâm lựa chọn thì nhớ nha, trên góc màn hình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 318 854. Mô tô Ban Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã quan tâm và ủng hộ Mô tô Ban Nga. Xin bổ sung thêm là xe chưa nói về giấy tờ. Giấy tờ xe này mua mới tại hãng thì việc đó là chắc chắn là nhập khẩu hải quan chính ngạch rồi nha các anh, nên việc cái đó không cần phải bận tâm. Các anh mà rành rồi thì chỉ nói vậy các anh biết, còn mình bổ sung để cho những anh, những bạn mà chưa quen đó, nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc mua bán rút gốc xăng tan đi đâu toàn lãnh thổ Việt Nam đều ok hết. Rồi xin kết clip. Rồi chào tất cả mọi người, chúc hai ngày cuối tuần mọi người vui vẻ hạnh phúc vui vẻ nha. Rồi.